chào quý bà con, hôm nay mời bà con cùng xem bộ xịt rửa xe dây đai đắp motor 1.5 HP, đầu xịt một ngựa. Chúng tôi hiện đang test hai vòi xịt. Vòi xịt bên tay trái của tôi là dùng xịt vòi chuyên để phun thuốc, máy ra dạng xương và độ phủ rộng. Còn dòng vòi xịt bên tay phải của tôi là dòng xịt cao áp rửa xe, xịt bụi bẩn sân vườn, tia ra gom và rất là mạnh. Mọi người cùng xem máy đầu xịt một ngựa chạy được hai vòi, rất là khỏe, có thể kéo được 200 mét dây.